Dạ, hôm nay gia đình Trang chia sẻ cái clip mà Trang đi khám răng, tới khám răng. Bỏ. Xin chào cả nhà. Thì hôm nay Trang răng rụng rồi. Thôi Trang bịt khẩu trang cho nó lịch sự với nó đẹp chút cả nhà ơi. Nói ra nó xấu quá. Thì chừng nào Trang gắn răng tạm rồi Trang sẽ không bịt khẩu trang. Thì sáng nay á, Trang ăn cháo, Trang cũng ăn tiếp cháo để mà uống thuốc. Bữa nay thì bác sĩ hẹn buổi chiều là đi tái khám cái răng của Trang, bác sĩ nhìn coi làm sao. Thì ở bên đây hôm nay thời tiết thì nó ấm hơn hôm qua một chút nhưng mà lại mưa âm u cũng cả nhà. Đó, đang quay ra cảnh hồ bơi á, mưa lăng tăng mà cảnh nó buồn hiu quạnh luôn. Rồi, rơm xuống tới rồi cả nhà. Dạ. Đi học rồi, chào ông bà đi con. Chào ông bà, cô chú anh chị mới dậy nha. Mới dậy, tắt cái gì nặng dữ vậy? Dạ, cặp. Cặp cái gì mà nặng mấy chục ký lô vậy? Rồi ăn sáng đi con. Đồ ăn của Mỹ. Cái này của mình thôi, không ai nghĩ ăn gì. Mời ông bà cô chú anh chị ăn nè, ai cũng ăn rồi nè, con không biết nè. Mẹ xé miếng đó chứ ăn rồi gì nó lâu... tưởng chuột cạp không lâu lâu bữa hổm á. Ủa mẹ có gan đâu mà ăn cái này không phải là mẹ rồi. Nhai xác bên trong. Bữa con gái Trang nó ghé thăm Trang để mua đồ ăn cho bé Râm, biết mẹ không có làm ăn sáng cho bé Râm được để mua sẵn cho bé Râm mấy cái bánh mì đó cả nhà, nó khoảng một đô mấy một cái, nhưng mà bé Râm thì thích, nhưng mà Trang nó ăn tạm thôi, ăn mà nhiều là không có tốt, nó không có rau không có nước gì hết trơn. Nó có đường. Ừ, có đường là dễ chết á. Thôi đang dở ra cho cả nhà coi thì nó không có sưng nè, nhưng mà nói chuyện ra nó trống lỏng, nó kỳ lắm, thì Trang ngại lắm. Thì để chừng nào Trang có đẹp rồi Trang mở ra cả nhà xem ha. Ừ. Đi ăn cái đó có nửa cái à, không có đủ no ăn thêm đi. Được rồi, được rồi, được rồi, sáng ăn có chút xíu à, không có lớn. Ăn thêm này. Cái này Trang cũng bẻ bẻ miếng này ngắt mắt mắt ở trong bên đây nè, bên trái rồi này nuốt. Mà ăn dễ lắm, không cần mở mồm, đút thẳng vô ăn. Nó mềm mềm. Bây giờ thì 5 ngày rồi, bác sĩ chở đi tái khám, cho đi tái khám. Đang ăn được cơm rồi, nhưng mà ăn cơm với cá thật là mềm, không có ăn được thịt nhai, nó đọng trong đây á cả nhà. Trời hôm nay không có lạnh lắm, bé Râm đổi áo khoác khác rồi, áo khoác này nó mỏng nhẹ nhàng hơn. Yeah. Rồi chào tạm biệt ông bà nè. Chào thưa. Tạm biệt ông bà, cô chú anh chị ông đi học. Rồi giỏi, học giỏi nha con, chiều tự về về sẽ bớt. Rồi Râm đi học rồi, thôi Trang cũng ăn và uống thuốc chút. Bây giờ tới giờ ăn trưa rồi, Trang trộn xà lách cho chồng Trang. Ủa trời lạnh kia ra ngoài mặc áo khoác. Bây giờ Trang đây nha. Thì bác sĩ hẹn 2 giờ nhưng mà chồng Trang đi 1:30, đây tính đó là 25 phút. Tại vì chồng Trang làm việc á, không có nghỉ sớm, không có đi dư giờ nhiều, nên là đi gần đúng giờ luôn. Thấy cây lá hơi đẹp nha, Trang quay cho cả nhà xem đường xá bên Mỹ một chút. Rộng ha cả nhà. Cái tiểu bang của Trang là đất còn rộng lắm, nên là nhiều tiểu bang khác hay là di chuyển đến đây, nên cái giá nhà ở đây càng ngày nó càng mắc lên. Thì bây giờ đi ra tới đường Phi Quê rồi cả nhà. Đây là đường lớn. Chồng Trang á cả nhà, bữa bà Trang 98 tuổi khen chồng Trang trắng đẹp trai, trắng hơn Trang nhiều cả nhà ơi. Ở bên Mỹ mà 25 phút lái xe là cũng xa lắm cả nhà, lái xe hơi mà đường trống 25 phút xa lắm chứ không có gần đâu, nên chồng Trang không có cho Trang đi. Chồng Trang rất ghét đèn đỏ mà bị đèn đỏ hoài vậy ta. Mà có ai thích đèn đỏ đâu hả cả nhà, đâu ai thích đâu. Thấy chạy qua đường thấy có vệt là la làng lên nè, đam mê. Thì đèn đỏ bên kia đường á cả nhà, Trang có không biết tại sao nữa.
xanh rồi giờ chạy. Cả nhà lý giải giùm Trang tại sao bên Mỹ họ đặt đèn đỏ bên kia đường không cả nhà? Ở đây cây nó xanh nhiều hơn, nhìn nó đẹp á cả nhà. Mùa ấm tới rồi cũng mừng lắm. Hết mùa. Bây giờ thì vô văn phòng bác sĩ đọc tên rồi, à, đợi y tá kêu tên Trang rồi Trang vô phòng thì bác sĩ sẽ khám thì cái phòng mạch ở bên Mỹ, à, để Trang quay cho cả nhà xem ha. Đó, họ trưng bày bài trí như vậy đó. Có cái ông bên kia, ổng ngồi, ổng nói gì quá trời, ổng làm việc trên máy tính. Dạ, không biết cái sao họ trưng bày cái kiến to. Đàn bà rồi, ok, mở cửa cho vợ vô. Trang vô bác sĩ ra rồi cả nhà. Thì gửi khẩu trang cho bác sĩ xem, bác sĩ nói vết thương rất là tốt, lành rồi. Mà gửi khẩu trang ra giờ Trang không đeo nữa. Nhưng mà nói chuyện thì Trang che lại nha. Thì bây giờ đi về cho chồng Trang làm tiếp. Về cũng 20 mấy phút. Đây có một cái xe bus nè cả nhà, Trang quay xe bus ở Mỹ cho cả nhà xem. Thì bé Rum cũng hay đi học trên những chiếc xe giống vậy nè. Thì xe gần hết xăng rồi, chồng Trang quẹo vô đây để đổ thêm xăng để về tới nhà. Bây giờ thì Trang về tới nhà rồi. Thì hồi nãy có ghé lại cái văn phòng bác sĩ mà làm răng sứ á, thì họ đưa cho Trang một cái hộp này nè cả nhà. Cái hộp này là cái răng tạm. Răng tạm khi mà Trang lành hẳn cái vết thương ở đây nè, nó teo lại, cái nướng nó teo, nó không còn sưng nữa, thì Trang sẽ trùm cái hàm giả này vô ở phía dưới để mà ăn hoặc là để đi ra ngoài. Nếu mà Trang không cần thiết thì Trang cũng không đeo cũng được, để cho nó tốt hơn. Còn đi ra ngoài thì kỳ thì Trang đeo vô, thì sáng đeo vô, tối gỡ ra rửa. Thì cái hàm tạm này là cái chỗ răng sứ người ta đưa cho Trang. Bây giờ Trang đói bụng quá trời luôn á, ăn uống không có nhiều á, ăn không có đạm đó, ăn cơm với trứng rồi không gì đó. Thì bây giờ Trang có cái bánh bía nè cả nhà, cái chợ Costco của Mỹ á nó có bán bánh bía cái nhỏ xíu vậy nè, ăn cũng được lắm. Thì Trang nhờ cái này hôm nay Trang dậm thêm để Trang mở ra cho cả nhà xem á, cái bánh nhỏ xíu vừa ăn lắm cả nhà. Họ làm sao cũng khó xéo quá. cứng rồi mấy tao làm dễ xéo chút nó. Một cái bánh nhỏ xíu vừa ăn một lần vậy cả nhà. Bây giờ Trang dậm thêm cái bánh này cái. Chào mời cả nhà ha. Bánh này nó mềm, nó bùi, nó ngon, nó ngọt, nó béo dữ lắm cả nhà. Thì ở bên trong cái nhân á, để Trang quay cho cả nhà thấy. Cái nhân thì gồm là đậu xanh, lá dứa với lại trứng. Cái vỏ bên ngoài cũng rất là mềm dẻo. Không biết sao mà họ làm ra cái bánh này nó ngon, nó bùi, nó ngon thiệt là ngon cả nhà. Ngon tận cùng. Thì ăn hết cái bánh này cảm thấy no rồi, vẫn bụng rồi. Giờ Trang uống chút xíu nước nữa cho nó đỡ khát, không có trái cây. Do nãy chồng Trang ngưng làm để chở Trang đi á, nên bây giờ làm bù ra trễ. Thôi Trang đi ra lấy mail. Tại vì bữa nay hàng ngày thì bé Rum lấy, đi học về lấy luôn. Nhưng mà hôm nay bé Rum cũng đi tập quân sự, về rất là trễ. Hai cha con bận bịu thì Trang rảnh. Thôi Trang đi ra lấy mail. Trang mời cả nhà nhìn ra cửa với Trang nha. Rum đi học về rồi, còn vài nhân vật nữa, mời cả nhà xem ạ. Ai đây? Chào bà cô chú đi, lâu ngày gặp gái gụ kìa. Chào. Chào bà cô chú anh dậy. Trời ơi, nay về thăm mẹ cả nhà. Răng đâu ra vậy? Răng đâu răng? Răng thì bữa đó chứ đâu. Muốn điểm không? Gửi điểm. Mới gì? Mới gì cho mẹ vậy? Rồi mới qua cái lục tủ lạnh nè má ơi.
kiếm gì? Tôi làm chén gì? Cái này đồ Mỹ. Hả? Không phải cho rau máng gì mà còn có một nhúm cơm vậy. Ăn gì? Cái đó là gì? Ngon. Cái đó ngon hả? Chị hai mua cho ngon hả? Cái gì đó thử? Còn ngon không? Cái này là gà orange, còn cái này là đồ chấm. Ai ơi, nó mua đồ cho mẹ kìa. Cái này ngon mà Rớm, ăn thử đi, nó ngọt ngọt quá. Cảm ơn con gái rượu. Nhưng mà không có được cái bằng miệng, cảm ơn gái rượu. Đang đâu mà ăn. Ăn thử cái này ngọt chứ, anh thích hả? Có hủ tiếu hả? Hủ tiếu mắc mắc, mắc mắc, ăn không được. Mời bà cô chú ơi. Ờ mời bà chú vậy ăn. Ừ. Ừ, ngon. Ừ. Nó mềm mềm. Mềm xèo chứ mềm mềm. Nó ngọt nữa. Dạ hả? Nó cay cay nữa. Ăn với cơm. Ừ. Bạn bè trong trường con cũng coi YouTube nữa hả? Dạ, bạn bè bạn nó còn hỏi qua đây chơi được không nữa. Dạ hả? Rồi đó nó mẹ hai đẹp quá. Dạ hả? Nó tưởng hai là mẹ rồi xong cái nó tưởng mẹ là hai. À là ta già không hả? Mẹ với hai giống nhau hả? Dạ yeah, nó nói. Giống dạ. Rồi xong nó. Dạ. Vậy là thứ bảy tuần sau qua hả? Rồi xong cái nó bất ngờ nó khi mà gì? Nó nói là khi mà nó biết là 12 tuổi cao nè. Cao hơn em, 12 tuổi cao hơn em. Tôi 12 tuổi. Lớn hơn em 12 tuổi, nói tiếng Anh kinh dán liền xuống. 22 tuổi cao hơn em. Tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Anh chưa biết, tiếng Việt đã quên rồi. Không biết dùng từ nữa. Ngon quá. Các bạn đâu qua chơi hả? Rồi. Cho bạn qua đi, mẹ cho ăn thịt kho cũng bánh tráng nữa kìa. Cho bạn qua đi, đồng Mỹ có đồ Mỹ. Đồ Mỹ. Đồ Việt có đồ Việt tẩm luôn, nó dắt chú vậy đó. Ngon quá. Nãy nữa rồi chị. Chưa ăn được chi. Ngon quá ngon. Ngon quá ngon hả? Này hủ tiếu xào cả nhà. Hủ tiếu xào còn hủ tiếu nó mềm lắm. Rồi thôi ra mắm này đi. Ngon quá. Rút hủ tiếu nữa. Rút hủ tiếu xào nữa. Thái. Rút hủ tiếu xào đó. Nó có vị mềm mềm với lại. Hủ tiếu xào chứ gì? Xào hủ tiếu. Xào hủ tiếu nè. Muốn thái. Thì món Thái nhưng mà Việt Nam mình thì gọi là hủ tiếu xào. Đồ đó là đồ Thái cho nên Việt Nam mình không có gọi được nha. Đồ ăn của Thái. Thì Việt Nam mình cái cộng hủ tiếu rồi xào với này kia gọi là hủ tiếu xào. Thái. Cái này gì nữa? Bánh hạt với súp á nhưng mà con không có ăn cái bánh đó. Mà con súp hết rồi. Cái bánh Frito. Nhìn coi. Nó bụng bự trẻ nha. Đi ra đây đi. Ăn dùm em em. Hớp muốn ná thở luôn vậy. Đây. Ăn dùm em em. Hả? Đem về mấy cái gì ai vậy đó tôi tự nhiên ăn được cái bắp cô đứng vậy nè cả nhà thấy giống không cả nhà cũng mới ăn luôn à. Cũng hớp bụng muốn chết luôn mà kéo cô vô rồi cả cô chú nhớ gái rượu nè đòi con gái rượu lâu lâu mới về nói chuyện với ông bà cô chú kể nói gì hài hài cho chị chuyện hài rồi dân hài dữ lắm á cả nhà đang nô muốn chết nô không hài được hả không để nó xuống bớt đồ ăn đã rồi thôi đi đâu đi đã đuổi rồi đuổi luôn để nó thoát ra khỏi cơ thể nó nói gì là tiếng Việt lên ngọn ngọn ơi có cái phim gì nhà bà nữ gì thứ coi chưa qua Mỹ rồi đó cái bộ phim nhà bà nữ á thế nghe nổi tiếng nghe bàn tán quá mà đó chị lấy cái